Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 13 tháng 1 năm 2020. Do nhu cầu cận dịp Tết Nguyên đán đang tăng cao, nên không chỉ có các sản phẩm gia cầm tăng mà hiện nay giá lợn hơi cũng tăng khá nhanh. Theo anh Nguyễn Thành Trung, một chủ trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Ba Vì của thành phố Hà Nội cho biết, vài hôm trước gia đình anh đã bán đàn lợn có trọng lượng trung bình khoảng 117kg trên một con và thương lái đã trả 81.000 đồng trên kg. Với giá này, người chăn nuôi có lãi cao khi bán ra. Một chủ trang trại ở huyện Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc cũng phấn khởi thông báo giá lợn hơi hiện nay xuất chuồng trên địa bàn đã cán mốc 82.000 đồng trên kg, trong khi vài ngày trước đó giá rớt xuống 78.000 đồng trên kg. Chủ trang trại này hiện nay đang nuôi 500 con lợn thịt và cho biết do nhiều trang trại đã phải bán trại lợn vì lo dịch lở mồm long móng, nên hiện đàn lợn ở trên địa bàn không còn nhiều. Dự báo giá lợn hơi trong những ngày tới, vào đặc biệt là vào dịp cận Tết Nguyên đán, có thể tiếp tục tăng từ 1 đến 2 giá. Với mong muốn thu lại lợi nhuận cao và phục vụ vào những dịp cuối năm, mấy tháng trước gia đình anh Vũ Văn Khanh ở huyện An Dương của Hải Phòng đã thả nuôi đàn lợn với 100 con. Và mới đây anh đã bán xuất chuồng khoảng 60 con lợn và hiện nay còn 40 con anh cũng dự định sẽ bán xong để nghỉ ăn Tết. Anh Khanh cũng cho biết hiện giá lợn hơi trung bình ở Hải Phòng dao động trên dưới 80.000 đồng 1 kg. Với tình hình hiện tại, giá lợn hơi sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giá lợn hơi trong ngày 13 tháng 1 tại thị trường miền Bắc ghi nhận có sự ổn định và ít có sự thay đổi so với ngày hôm qua, với mức giá cao nhất trung bình 87.000 đồng trên kg. Nhiều tỉnh ở thị trường miền Bắc có mức giá cao như Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định. Các tỉnh này đều trên 80.000 đồng 1 kg và có những tỉnh đã đạt từ 85 đến 87.000 đồng 1 kg. Và một số tỉnh có mức giá thấp dưới 80.000 đồng như Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang. Cùng với sự khởi sắc của thị trường miền Bắc, giá hơi hôm nay trong ngày 13 tháng 1 ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung cũng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi khá rõ. Nhiều tỉnh khu vực miền Trung đang cho thấy dấu hiệu tăng trở lại, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ và Quảng Nam, Quảng Ngãi. Một số tỉnh ở khu vực Tây Nguyên vẫn giữ mức giá ổn định, tuy không cao, dao động trên 70.000 đồng 1 kg. Đối với tại thị trường phía Nam, giá heo hơi cũng chưa cho thấy sự khởi sắc như thị trường miền Bắc và thị trường miền Trung. Cho dù chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến dịp Tết Nguyên đán. Các tỉnh ở khu vực phía Nam có mức giá cao như Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An và Đồng Tháp. Các tỉnh này đều dao động trên 80.000 đồng 1 kg. Một số tỉnh có mức giá thấp như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang. Các tỉnh này đều có giá dưới 80.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá heo hơi của tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước trong ngày 13 tháng 1 năm 2020 như sau. Thứ nhất, đó là giá heo hơi tại thị trường miền Bắc. Tại thị trường miền Bắc, trong ngày 13 tháng 1 ghi nhận có mức giá khá cao. Cụ thể như Hà Nội vẫn giữ mức giá ổn định và hiện nay vẫn đang dao động 81 đến 84.000 đồng 1 kg. Các tỉnh như Hải Dương đang dao động 82 đến 85.000 đồng 1 kg. Hải Phòng dao động 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Hưng Yên có mức giá khá cao và hiện nay heo đẹp với trọng lượng lớn trên 100 kg thì có thể bán được giá dao động 87, thậm chí có thể bán được 88.000 đồng 1 kg. Còn heo với trọng lượng dưới 100 kg trên một con thì chỉ dao động khoảng 85.000 đồng 1 kg. Đối với Vĩnh Phúc cũng dao động 81 đến 84.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên đối với tỉnh này thì các huyện có mức giá khác nhau. Một số huyện có mức giá thấp như là Tam Dương, Sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc. Tam Đảo cũng chỉ dao động khoảng 81.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh dao động 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Và theo ghi nhận ở huyện Ý Yên của tỉnh Nam Định thì đang bán với giá 83.000 đồng 1 kg, còn các huyện khác chỉ dao động 81 đến 82.000 đồng 1 kg. Tỉnh Ninh Bình dao động 82 đến 83.000 đồng 1 kg. Và theo ghi nhận ở một số huyện có mức giá ổn định và cao 82 đến 83 như Gia Viễn, Kim Sơn, Yên Mô của tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Hà Nam và tỉnh Thái Bình hiện nay đang dao động 82 đến 85.000 đồng 1 kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày 12 tháng 1. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc Bộ như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình vẫn đang giữ mức giá ổn định dao động 78 đến 82.000 đồng trên kg. Như Lai Châu dao động 78 đến 80.000 đồng một kg và cũng không có sự thay đổi.
Sơn La dao động 79 đến 82.000 đồng kg, đối với Điện Biên dao động 78 đến 80.000 đồng và Hòa Bình trên dưới 79.000 đồng một kg. Theo ghi nhận, các tỉnh ở khu vực Đông Bắc như Thái Nguyên vẫn giữ mức giá 81 đến 83.000 đồng một kg, đặc biệt là một số huyện như Phổ Yên, Đồng Hỷ vẫn đang dao động 82.000 đồng một kg. Tỉnh Phú Thọ thì có nhiều mức giá khác nhau. Một số hộ chăn nuôi báo giá lên đến 84.000 đồng một kg. Tuy nhiên, ở Phú Thọ thì cái mức giá phổ biến nhất vẫn là đang 80 đến 83.000 đồng một kg. Thậm chí còn một số người còn báo giá 79.000 đồng một kg. Bắc Cạn dao động 80 đến 82.000 đồng một kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Đối với tỉnh Tuyên Quang thì lại có xu hướng giảm. Theo quy định ở huyện Hàm Yên của tỉnh Tuyên Quang, hiện nay các thương lái chỉ trả dao động 77 đến 78.000 đồng một kg thôi đối với tỉnh này. Quảng Ninh dao động 78 đến 81.000 đồng một kg, Lạng Sơn 82 đến 83.000 đồng một kg, như Tràng Định, Hòa An, Trùng Khánh có mức giá ổn định hơn, dao động 82.000 đồng một kg. Lào Cai dao động 78 đến 81.000 đồng một kg, trong khi đó Yên Bái dao động 79 đến 81.000 đồng một kg. Tỉnh Hà Giang dao động 78 đến 81.000 đồng một kg, Cao Bằng dao động 79 đến 82.000 đồng một kg. Đối với tỉnh Bắc Giang vẫn đang dao động 82 đến 84.000 đồng đối với heo đẹp, còn heo xấu thì một số thương lái trong ngày hôm nay, trong ngày 12 tháng 1 thì chỉ báo giá dao động 80 đến 82.000 đồng, heo xấu và trọng lượng bé thì giá thấp hơn. Đối với các tỉnh ở khu vực phía Nam, ghi nhận khu vực Đông Nam Bộ có mức giá cao và ổn định dao động 78 đến 83.000 đồng trên kg. Như thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh dao động 80 đến 83.000 đồng một kg. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương hiện nay đang dao động 80 đến 81.000 đồng một kg. Tỉnh Tây Ninh dao động 78 đến 80.000 đồng một kg, trong khi đó thì Bình Phước có mức giá thấp hơn, dao động 76 đến 79.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Hiện nay thủ phủ heo Đồng Nai đang dao động 79 đến 82.000 đồng một kg. Và một số mạng có báo giá ở Gia Kiệm của tỉnh Đồng Nai, hiện nay giá heo hơi lên đến 85.000 đồng trên kg. Tuy nhiên thì cái mức giá 85 này mình phải kiểm tra lại trên các kênh thông tin xem là có chính xác hay không. Bởi mình thấy rằng ở Đồng Nai hiện nay vẫn đang phổ biến 79 đến 82.000 đồng 1 kg thôi. Còn cái giá 85 thì các bạn có thể tham khảo thêm. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ, ghi nhận có Cần Thơ dao động 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Đối với Bến Tre, hiện nay vẫn đang dao động 80 đến 83.000 đồng 1 kg. Và theo ghi nhận ở huyện Mỏ Cày Nam và huyện Rồng Trôm của tỉnh Bến Tre thì vẫn đang dao động khoảng 81 đến 82.000 đồng 1 kg. Tỉnh Hậu Giang có mức giá khá thấp, hiện nay dao động 78.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp dao động 78 đến 79.000 đồng 1 kg và theo ghi nhận ở huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp thì đang có giá 79.000 đồng 1 kg. Tỉnh Vĩnh Long dao động 78 đến 80.000 đồng 1 kg. Còn đối với Long An thì có mức giá cao hơn, dao động 80 đến 81.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu dao động 75 đến 78.000 đồng 1 kg. Trong khi đó thì tỉnh An Giang có nhích hơn một giá so với Bạc Liêu. An Giang dao động 76 đến 79.000 đồng 1 kg. Tỉnh Tiền Giang dao động 76 đến 78.000 đồng một kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Như vậy là một số tỉnh ở khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi đối với các tỉnh ở khu vực phía Nam. Kiên Giang dao động 77 đến 80.000 đồng một kg. Cà Mau có mức giá dao động trên dưới 75.000 đồng một kg. Đối với tỉnh Trà Vinh dao động 80 đến 83.000 đồng một kg, có mức giá cao và giữ mức ổn định trong mấy ngày gần đây. Sóc Trăng dao động 76 đến 78.000 đồng một kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, theo ghi nhận thì Quảng Nam và Quảng Ngãi có dấu hiệu phục hồi rõ rệt nhất. Đối với hiện nay, Quảng Nam và Quảng Ngãi có xu hướng tăng một giá so với ngày hôm qua và hiện nay dao động 78 đến 82.000 đồng một kg. Và theo ghi nhận ở huyện Quảng Nam thì huyện Núi Thành và Quế Sơn có mức giá cao trên 80.000 đồng. Còn đối với Quảng Ngãi, Quảng Ngãi đặc biệt là ở Sơn Tịnh của huyện của Quảng Ngãi ấy, thì có mức giá ổn định 81.000 đồng một kg. Bình Định có giá 76 đến 79.000 đồng một kg. Phú Yên có mức giá khá thấp, dao động trên dưới 78.000 đồng một kg. Khánh Hòa dao động 76 đến 77.000 đồng một kg, đặc biệt là huyện Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa thì có mức giá khá thấp 76.000 đồng.
Tỉnh Ninh Thuận vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua, dao động 78 đến 80.000 đồng một kg, và tỉnh Bình Thuận cũng không có sự thay đổi, dao động 80 đến 82.000 đồng một kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua, cho dù là dịp Tết Nguyên đán đang cận kề dần. Như Thanh Hóa hiện nay, một số huyện có mức giá khá thấp như huyện Hoàng Hóa, Hà Trung, Quảng Xương, Tĩnh Gia của tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay chỉ dao động 77 đến 78.000 đồng một kg thôi. Còn đối với một số huyện có mức giá cao dao động 79 đến 82.000 đồng một kg. Đặc biệt là ở khu vực miền núi như Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát thì có mức giá cao hơn. Đấy. Và trong khi mình tham khảo một số bạn báo giá ấy, thì Thanh Hóa chỉ trả giá 70.000 đồng. Thực ra thì không có giá này đâu. Hiện nay Thanh Hóa có mức giá hầu hết là khoảng dao động từ 77 đến 82.000 đồng rồi, chứ không có giá 70.000 đồng. Và một số bạn còn bình luận ở phía dưới là lợn bị dịch, chạy dịch hay sao, hoặc lợn chết hay sao mà bán với mức giá rẻ như thế đối với tỉnh Thanh Hóa. Còn Nghệ An hiện nay vẫn giữ mức giá 78 đến 81.000 đồng một kg. Hà Tĩnh dao động 78 đến 81.000 đồng một kg. Quảng Trị dao động 75 đến 78.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Quảng Bình dao động 77 đến 78.000 đồng. Thừa Thiên Huế cũng dao động 78 đến 80.000 đồng một kg và cũng không có sự thay đổi. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên hiện nay dao động 72 đến 80.000 đồng một kg. Một số tỉnh có mức giá cao như Lâm Đồng dao động 78 đến 80.000 đồng một kg. Tuy nhiên theo ghi nhận thì huyện Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng này có xu hướng giảm, hiện nay chỉ dao động 78 đến 79.000 đồng một kg thôi. Tỉnh Đắk Lắk dao động 74 đến 77.000 đồng một kg, tỉnh Gia Lai dao động 74 đến 76.000 đồng, Kon Tum dao động 73 đến 75.000 đồng một kg và Đắk Nông dao động 72 đến 75.000 đồng một kg. Và cũng theo thông tin từ các hộ chăn nuôi thì heo ở khu vực Tây Nguyên chủ yếu là heo chuyển ở một số nơi khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt là ở Quy Nhơn của Bình Định lên, người ta chở xe tải lên với số lượng lớn và nhập vào khu vực Tây Nguyên. Còn giá heo bản địa ở khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là heo mọi thì đang dao động khoảng 120 đến 130.000 đồng một kg. Và mình sẽ tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn giá hơi hàng ngày của tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.